Tất cả các mẹ, hôm nay thì mình sẽ nấu bữa trưa cho sốc nhà mình với món cháo, đó là mình sẽ nấu cháo cải bẹ xanh, là cải ngọt mà mình chỉ lấy phần lá, mình đã băm nhỏ, băm nhuyễn cá nục. Ở đây thì mình sử dụng 1/2 con và mình đã luộc xong thì mình gỡ lấy phần thịt, loại bỏ xương và da cá. Sau đó mình cũng băm nhuyễn. Bé nhà mình thì gần 8 tháng mà mình đã cho ăn đa dạng đồ ăn. Cá biển thì rất tốt cho bé, đặc biệt là cá thì giúp cho phát triển trí não của bé rất là tốt và cung cấp mà nhiều đạm và khoáng chất. Ở đây thì liều lượng dùng thì tùy vào mỗi bé mà các mẹ có thể gia giảm thêm hoặc bớt nhé. Bé nhà mình là 7 tháng 25 ngày và bây giờ thì mình đã bắt đầu chuyển cho bé sang giai đoạn là mình ăn cháo nát. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nấu một bữa cháo cho sóc nhà mình. Bây giờ thì mình sẽ cho khoảng nửa chén nước vào mình nấu và mình sẽ cho rau vào mình nấu trước nhé. Thì mình cho khoảng nửa chén nước con nhé. Mình nấu sôi lên, tại vì cháo của mình thì mình nấu để cho bé ăn nguyên ngày nên là mình nấu rất là đặc. Khi mà đến từng bữa của bé thì mình sẽ thêm nước vào để mình nấu canh. Rồi mình cho cháo vào là đến cái lúc tô cháo của mình nó sẽ vừa. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho nước này sôi lên nhé. Sau khi mà mình nấu nước sôi lên thì mình sẽ cho cái phần rau của mình vào trước nhé. Rau của mình nó bạn mình bằm nhuyễn rồi nên là nó rất là nhanh chín thôi. Ăn cháo dây sang ăn cháo hạt mát nên là mình cũng đang còn cho bé ăn lỏng và đặc dần từ từ. Cái độ đặc thì mình sẽ tăng dần lên. Những video trước thì mình có chia sẻ với các mẹ cách mình làm cá, mình luộc cá như thế nào để thử cái mùi tanh của cá, và cháo cá được thơm ngon là nó không bị tanh nhé. Các mẹ nếu cần thì các mẹ có thể tìm trong cái danh sách đó để xem lại. Mình cho sôi lên lại và mình sẽ cho cá vào. Bé nhà mình thì đặc biệt thích ăn cá, những loại cá biển hay là đồ hải sản thì bé rất là thích ăn. Cháo của mình đã sôi lại và mình sẽ cho phần cá vào. Nếu mà mình đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu sẵn thì nấu một cái cháo cho bé thì rất là nhanh luôn. Và mình sử dụng cho ăn 3 bữa luôn. Thì là mình đã nấu gần
là các mẹ cho ăn độ độ đặc khác nhau nhé. Các mẹ có thể đa dạng theo tùy theo chế độ ăn của bé nhé. Vậy là mình vừa thực hiện xong món cháo cá nục nấu với rau cải xanh. Hy vọng là mình đã bổ sung vào thực đơn ăn dặm của các bé thêm một món mới. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ và các bé ở các video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Xin chào các mẹ.